mình sẽ được lựa chỗ ngồi của mình. Đi đến New York. Mình đang trên đường đi tới show làm tóc, thì người ta sẽ làm tóc cho mình. Tại Minh Tú đang ở Times Square. Không khí ở đây rất là nhộn nhịp. Đây là một trong những cái khu mà nhiều khách du lịch tới nhất. Mình cũng cảm thấy mình là một trong những người may mắn đã có cơ hội sinh sống và làm việc ở đây. Mình rất là vui khi có cơ hội trở lại đây lần nữa. Và mình sẽ tận hưởng New York theo cách của mình. Khu đầu tiên mà Minh Tú khám phá đó sẽ là Soho, một trong những nơi mà Minh Tú thích nhất. Thì Soho là một cái khu phức hợp, có cái nền văn hóa và có cái nền văn hóa rất là phá cách. Ở đây tập trung rất là nhiều màu sắc, nhiều tầng lớp nó khác nhau. Soho thì ở kế bên ở phần dưới, gọi là Soho thì ở downtown, ở phần dưới của Manhattan. Tại sao chúng ta gọi là downtown? Thì ở một thành phố, cái này theo quan điểm và cái mình trải nghiệm du lịch nên mình thấy như vậy nha. Thì ở một thành phố sẽ có uptown, midtown và downtown. Ví dụ ra như vậy, uptown thì sẽ giống như là quận 1 và quận 2, midtown thì sẽ giống như là quận 7, quận 3, và downtown thì sẽ giống như là quận 4, quận 8, quận 11, quận 5, quận 6. Thì nó có rất là nhiều cái, nói chung nó rất là vui, rất là nhộn nhịp, có rất là nhiều nhà hàng, quán ăn, khu mua sắm. Đó là một cái khu có một cái nền văn hóa rất là đa cấp, phá cách và rất là ấn tượng. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi khám phá Soho. Cuối cùng chúng ta cũng đã đến nơi rồi đó các bạn. Đây là con đường chính shopping ở Soho. Con đường nó quay, các bạn có thể tìm được nhãn hàng nào các bạn muốn ở đây. Rất là nhiều, rất là nhiều. Không có hiểu bán sách mọi người ơi. Một địa điểm nữa để mà mua giày sneaker đó là Stadium. Các bạn có thể vào và xem rất là nhiều. Okay.
organic và nó rất là healthy, từ skin care cũng vậy đó. Sẽ đi ăn thì mình tốt sợ trên Google với lại TripAdvisor thì quen XY Meta thì quen quen run con ra bây giờ không phải là giờ run con sợ tối quá đi ăn. Bây giờ mình sẽ đi qua cửa hàng gọi Second Chance. Cơ hội đó là một tiền không khí đồ Cúng cùi thì cũng đã tới cửa hàng yêu thích. Nhưng mở cửa rồi, vô đi các bạn. Tiết kiệm tiền để có tiền cho đỏ. Và mình cũng sẽ đi vào mua đồ ăn cho con trai trẻ. Mà hả, để mua đồ chơi cho tỏ thì sẽ không mua ở đây đâu, bởi vì rất là mắc. Cho nên thường mình chỉ mua xương hoặc là lỗ tai heo, đồ khô mang về dành cho tỏ. Còn đồ chơi hoặc đồ ăn của tỏ thì sẽ mua ở Việt Nam. Of course, it's really expensive. Rất là mắc. Nửa tiếng Anh, đừng chửi mình nha.